Rồi, kính xin chào các bác. Thì đây là cái con Samsung S24 Ultra. Thì có một tính năng trên con này mà em rất thích và có lẽ là cũng rất là nhiều anh em thích. Đó là cái tính năng là cái màn hình này nó chống chói rất là tốt các bác nhé. Đây các bác nhìn này này. Đây là cái màn hình mà em chưa dán cái gì nhé. Em chưa dán cái gì này. Chưa dán gì hết. Đó, và đây em có một cái đèn. Em sẽ soi nó vào nhé. Đây các bác thấy không? Nó sẽ hơi bẩn cái dấu vân tay của em đây. Em lọc qua đi. Rồi. Đó, các bác. Thì khi mà các bác soi cái đèn vào như này này thì nó sẽ hạn chế rất nhiều cái ánh sáng nó hắt trở lại các bác. Thì anh em nhiều khi anh em mua cái máy điện thoại về mới về, nhiều khi anh em sẽ phải dán cái cường lực luôn các bạn. Nhưng đây em mua vài cái cường lực rồi nhưng mà cuối cùng là em không dán cái nào các bạn. Đây các bác nhìn này này. Đây ví dụ đây là không có cường lực này, có cường lực vào này. Đó các bác thấy không? Nó là một trời một vực luôn. Đó các bác thấy không? Đó, cho nên là em mua để em có vài cái miếng dán cường lực luôn. Cuối cùng là em có dán cái nào đâu. Có dán cái nào đâu. Đấy. Hoàn toàn là một cái khác biệt luôn các bác. Đấy thì em cũng nghĩ rồi, các bác nào mà dùng con S24 Ultra nếu mà đi tìm cái miếng dán cường lực ấy, thì em thấy đang hiện tại trên thị trường ấy nó cũng không có cái miếng nào mà nó có thể chống chói tốt như cái màn hình zin của con này con nhé. Cho nên em nghĩ là các bác cũng không cần phải dán cực làm gì đâu, dán cường lực ấy, không cần phải dán đâu. Cái thời em dùng S23 Ultra em cũng không có dán thì đúng là nó sẽ có sức giảm nhẹ các bác nhé, nó sẽ chắc chắn là nó sẽ có sức giảm nhẹ. Và trên con này tại vì S24 Ultra thì em mới dùng nó được một thời gian ngắn thôi cho nên là em cũng chưa thấy có trì sức gì cả. Nhưng mà cũng chắc chắn một điều là em sẽ không dán cường lực. Đấy, nếu mà dán cường lực thì đúng là nó có thể bảo vệ được máy nhưng mà nó làm mất đi cái tính năng chống chói này thì quá đáng tiếc các bạn. Em thực sự là khuyên các bạn là không nên dán các bạn nhé. Rồi ok. Chào các bạn.